Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Hàn Quốc vừa có cuộc gặp ở thủ đô Washington DC của nước Mỹ. Sau cuộc họp hai bên đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh liên minh Mỹ Hàn là mấu chốt cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo tuyên bố, Mỹ và Hàn Quốc cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm biến đổi khí hậu, an ninh y tế, không phổ biến vũ khí hạt nhân và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hai bên lên án mạnh mẽ hành vi nguy hiểm và khiêu khích của Triều Tiên, bao gồm vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 31 tháng 10 cũng như việc nước này tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Hai bên tái khẳng định tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng các vùng biển ở ấn độ dương thái bình dương hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh và an toàn hàng hải duy trì luật pháp quốc tế như được phản ánh trong công ước liên hợp quốc về luật biển bao gồm tự do hàng hải và hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp mỹ và hàn quốc nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của asean và các nỗ lực khu vực khác hai bên ghi nhận đóng góp của các đối thoại song phương và đa phương nhằm mở rộng hợp tác khu vực với các quốc đảo Thái Bình Dương và ở tiểu vùng sông Mê nhằm tăng cường kết nối, phát triển kinh tế và bền vững khí hậu. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác ba bên với Nhật Bản trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực, cũng như nhằm ứng phó với các thách thức chung như các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa gia tăng từ Triều Tiên.